Em chào anh chị. Em đang đứng ở khu đô thị Vĩnh Quang của thị trấn Mạo Khê thuộc thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh nhé. Đây là trục quốc độ 18A này. Rẽ trái bên này là về dưới thành phố Hạ Long và rẽ phải đi lên thị xã Đông Triều này. Trước mặt đây là trường Đại học Mạo Khê này. Tiếp theo đến gốm sứ Đông Triều và khu đô thị Đông Dương Green. Tiếp theo Đông Dương Green là đến khu đô thị Vĩnh Hồng và Kim Thành, Kim Sơn. Trước mặt đây có một cái đường quanh bên tay phải ấy, và bên này là khu đô thị Vĩnh Hòa. Đấy, chơi trục chính của 18A nhé, cây xăng anh Dương. Đây là khu đô thị, khu dân cư Vĩnh Quang này có hai lối vào. Đây là một lối vào. Hiện tại giờ là tháng 3, 2022 vẫn đang đổ săn lấp mặt bằng đấy nhá. Đây, tiến độ bây giờ mới đang săn lấp mặt bằng đấy nhá. Toàn bộ khu này là khu dân cư Vĩnh Quang. Đây được vào khu dân cư có sẵn. Hiện tại thì bây giờ các dự án này cũng đã bán ra hàng rồi nhá. Anh chị có nhu cầu quan tâm thì có thể liên hệ trực tiếp với AD của nhóm nhé.